Mày làm gì đấy? Mày không nhìn thấy à? Mẹ làm như thế để ăn nhiều mà trả tiền ít thôi. Mau phụ mẹ chút những cái này. Sao bán mới cả? Nhanh lên, nhanh lên. Chủ quán ơi, tính tiền. Nhanh lên, đang vội đây. Vâng ạ. Của hai mẹ con bác. Sao lại có ít đồ thế này ạ? Bạn nay cháu thấy hai mẹ con gọi nhiều lắm cơ mà. Này, cậu nói thế nào đấy? Hai mẹ con tôi đi chỉ gọi mỗi này một bát ốc luộc, một đĩa cúp xào. Cậu bảo ăn nhiều là ăn thế nào? Là ăn bao nhiêu? Nhưng mà cũng không thể nào như thế này được. Cháu ở trong bếp xào ngao rán nem xào ốc cho mẹ con bác, xào lia lịa luôn, làm sao mà như thế này được? Cháu không nhận được đâu ạ. Anh làm sao đấy? Anh rán nem với cả xào ngao cho bà bên kia kìa. Chứ mẹ con tôi được cái miếng nào? Anh làm nhiều quá bị lún lẫn à? Bàn bên kia người ta đi có một người, người ta gọi có một bát ốc luộc thôi, làm sao mà nhầm được? Thế bây giờ ý mày định thế nào? Ý mày nói là mẹ con tao ăn điêu nói phét đúng không? Hả? Bây giờ đi ăn chỗ nào cũng thế thôi. Người ta nhìn vào bát đĩa để tính tiền. Bây giờ này, món nào cũng có đĩa bát riêng rồi. Mày cứ nhìn thấy tính tiền. Mày không tính tiền mày đứng đây trả treo với khách à? Ý của anh là gì? Ý của anh là không tính tiền cho mẹ con tôi bởi vì mẹ con tôi nói điêu anh đúng không? Thế thì được rồi, để tôi live stream cho cộng đồng mạng được biết, rồi phân xử xem ai đúng ai sai. Đến lúc đấy thì cái quán ốc phèn của anh có nổi lênh phênh ở trên mạng không? Này, tung lên mạng ấy, lúc đi cộng đồng mạng ấy, người ta tẩy chay mày, lúc mày khóc bằng tiếng mán nhá, mà đến ăn. Thôi được rồi, của hai mẹ con một ốc xào, một cút lộn, 50.000 ạ. Trả tiền đi con. À, thần lửa của ta. Đi. Em ơi, tính tiền cho chị với. Ơ, trên bàn chị nhiều bát đũa đấy nhở? Em nhớ ban nãy rõ ràng chị đến đây một mình. Chị cũng chỉ gọi một bát ốc luộc thôi. Nhưng mà sao giờ nhiều đồ thế này nhở? Còn bàn hai mẹ con dưới này thì em nhớ là gọi lia lịa đồ luôn. Đến lúc em thanh toán thì chỉ có đúng một bát ốc với cả một đĩa cút xào. Chẳng lẽ bọn họ lại để đồ lên trên bàn của chị à? Mà thôi được rồi, em cứ tính tiền hết cho chị đi, để chị trả cho. À thôi chị ơi, chị chỉ cần tính tiền một bát ốc luộc này thôi. Quán của em hôm nay hỏng camera chứ em cũng không dám khẳng định ai. Giờ chắc bọn họ cũng đi rồi, mà em bán ốc như thế này có lời lãi được bao nhiêu đâu. Cứ tính hết cho chị đi. Nhưng mà như thế thì thiệt cho chị quá. Em là chủ quán em chịu thiệt được chứ em không muốn khách của mình chịu đâu ạ. Chị đã bảo là để chị trả mà, em cãi lời khách đấy à? À mà này, em cho chị số điện thoại đi, để lúc nào chị gọi ship về nhà luôn. Ăn ở nhà cho nó lành, đỡ phải gặp mấy cái chuyện giời ơi đất hỡi này. Dạ vâng, thế em cảm ơn chị nhá. Lần sau chị ăn chị ghé quán em giảm giá cho chị. Gửi nhá. Alo, tôi nghe đây. À đúng rồi, tôi đang cần tìm người giúp việc theo giờ đây. À được rồi, thế cậu bảo cô ấy sang tuần gặp tôi nhé. Ừ, tôi cảm ơn. Bác ạ. Cô, hôm nay cô đi làm về sớm thế ạ? Cô mệt mỏi trong người ạ, cô cần tôi xoa bóp cho cô. À, không, không cần đâu ạ. Bác cứ làm tiếp việc nhà đi. Cháu đi vào trong phòng nằm ngủ một lát. Mà bác mới vào đây làm việc, bác thấy quen chưa ạ? Có khó khăn gì không ạ bác? À, không không đâu cô ạ. Tính cô ở sạch sẽ nên từ sáng giờ tôi lau chùi chả tí hạt bụi nào đâu cô ạ. À cô ơi, trước đây tôi cũng hay đau mỏi như cô ấy. Tôi quen một huấn luyện viên yoga. Cô ấy nhận huấn luyện 1-1 đấy cô ạ. Ôi dồi, cô chỉ cho tôi mấy bài ấy, thế mà tôi đỡ đau hẳn. Nếu cô thích thì tôi giới thiệu cho ạ. Thế à? Thế để bác giới thiệu cho cháu nhá. Dù sao thì người quen giới thiệu cũng yên tâm hơn, đỡ phải đi tìm ở trên mạng bác ạ. Cháu đi vào phòng đây. Ôi, dậy, dậy mau. Trời ơi, con gái con lứa giờ này vẫn còn ngủ. Đúng là thất nghiệp có khác, suốt ngày chỉ ăn mới ngủ thôi. Ôi, cái gì đấy? Mặc cái này vào. Cái gì đây hả mẹ? Quần áo này là sao? Từ hôm nay trở đi mày sẽ là huấn luyện viên dạy môn yoga. Cái gì cơ? Yoga?
yoga là cái gì? Thì con chủ chỗ mẹ làm ấy, nó đang cần một giáo viên huấn luyện yoga, hiểu chưa? Thế cho nên là mẹ chém gió, mày là huấn luyện viên, tạo điều kiện cho mày có công ăn việc làm còn gì nữa. Có biết cái quái gì về yoga đâu mà dạy người ta. Mày chỉ lên mạng học mấy cái bài thôi, xong về dạy nó không biết gì đâu con ạ. Mẹ đúng là sáng suốt đấy. Con sẽ lên trên mạng học mót một vài động tác, về dạy thế là xong. Quan trọng nhất ý, cái mồm mày phải khéo léo, thao túng tâm lý nó, hiểu chưa? Nó sẵn sàng trả cho mày lương tháng tận 20-25 triệu đấy. Làm cho tốt vào. Khéo léo ý, là nghề của con rồi mẹ ạ. Con là con gái của mẹ mà lý. Đấy, xong nhớ mặc vào nhá. Ai đi? Sao lại là bác ạ? Có phải là hôm trước hai mẹ con bác ăn ốc ở quán cháu đúng không ạ? Sao bác lại ở đây ạ? Nhà tao là tao ở, liên quan gì đến mày? Hỏi lắm đấy. Rõ ràng đây là nhà chị Linh. Chị Linh bảo cháu ship ốc đến cho chị ấy mà. Tao ở với cái Linh, tao với cái Linh khác gì người nhà đâu. Ốc gì? Đưa đây. Để phân đi. Đi tiện bông. Công nhận ngon thật con ạ. Nhưng mà mẹ nói thật nhá, quán thằng này ngon ấy, nhưng mà mẹ thấy lần vừa rồi nó có vẻ nghi ngờ đấy. Chắc đợt tới không dám ăn của nó đâu con ạ. Nhưng mà mẹ con nhà mình nhớ ăn hết rồi. Tí nữa chị Linh về thì mẹ định nói sao? Đừng bảo mẹ là mẹ khai là mẹ con mình ăn đấy nhá. Ngu gì mà nhận. Thì mình cứ đổi cho cái thằng bắn ốc là nó làm ăn linh tinh. Ăn đi. Ok mẹ. Ngon quá. Ngon quá con ạ. Cô giáo sao rồi đấy à? Chị có đặt ít ốc đấy, chị em mình ăn ốc đã xong rồi tập sau nhá. Sao lại còn toàn vỏ này? Bác Dung ơi, bác Dung. Dạ. Như này là như nào ạ? Lúc nãy ở nhà bác nhận đồ ship đúng không ạ? Vâng, cậu ý giao cho tôi để luôn trên bàn đấy ạ. Tôi chưa động vào tí gì đâu cô ạ. Chị ơi, chắc là cái anh bán ốc ý, anh ấy gian dối chị rồi. Cậy là chị ship đến tận nhà nên là bán toàn vỏ ốc cho chị. Mấy cái trường hợp như thế này em gặp đầy rồi. Làm sao mà như thế đâu, cậu ấy cũng thật thà mà. Với lại chị cũng là khách quen của cậu ấy nữa. Thôi được rồi, chị đi vào phòng thay đồ tập đây. Hai người ấy sao lại thân thiết với nhau như thế nhở? Họ có mối quan hệ gì với nhau mà giống mình à? Mẹ, mẹ thấy con mặc cái váy này hay là cái áo này đẹp hơn? Con là con gái mẹ, mặc cái gì là đẹp? Chị Linh chị giàu thật đấy. Trong tủ quần áo của chị toàn là hàng hiệu thôi. Hay là con lấy một vài cái, chắc chị không biết đâu nhở? Linh, đồ của tôi, làm sao mà tôi không biết được? Linh ơi, sao cháu lại về giờ này? Bác tưởng cháu đi công tác một tuần mới về cơ mà. Tôi giả vờ đi công tác để xem mối quan hệ thực sự của hai người là gì, và hai người có giở trò gì ở trong nhà của tôi không. Ai ngờ đúng thật này. Linh ơi, con nói thế là thế nào? Chẳng nhẽ cháu lại nghi ngờ bác à? Tôi nghi ngờ hai người từ cái hôm mà tôi gọi ship ốc về nhà rồi. Vì tôi biết Thắng không phải là người buôn gian bán dối như thế. Đến rồi đây ạ. Hôm nay chị đích thân lấy đồ à? Không phải bác hôm trước ạ? Chị cho bác ấy về sớm rồi. Bác ấy là giúp việc nhà chị mà. Của chị đấy ạ. Chị cảm ơn nhá. Mà chị bảo này, hôm trước chị gọi em ship ốc đến nhà chị ấy. Không hiểu sao đến lúc về chị mở ra thấy ở trong hộp toàn là vỏ ốc thôi. Làm sao như thế được ạ? Em tuyệt đối không giở trò gì đâu chị ạ. Từ trước đến giờ em không bao giờ buôn gian bán dối với khách hàng đâu chị. Chị phải tin em nhá. À, chị có nhớ hôm đầu tiên chị ăn ốc ở quán em không? Cái hôm mà chị bị bàn bên cạnh bỏ vỏ ốc sang ấy. Ừ, chị có nhớ. Nhưng mà chuyện đấy thì có liên quan gì đến chuyện này đâu. Hai mẹ con ăn ốc hôm đấy là giúp việc nhà chị đấy. Hôm trước em ship ốc tới đây cho chị, em nhìn cái là nhận ra ngay.
hai mẹ con tới quán em ăn, ăn rõ là nhiều. Nhưng mà đến lúc thanh toán thì lại dở trò chơ cháo. Em bực lắm, nhưng mà em định nói với chị chuyện cũng qua rồi, em lại thôi. Hóa ra hai người là mẹ con. Hết dở trò để tôi phải trả tiền ốc, bây giờ còn giả vờ làm cô giáo yoga để lừa lấy lương của tôi. Bảo sao tôi càng tập càng thấy mệt đấy. Linh ơi Linh, bác làm thế chỉ cốt cho em nó có việc làm thôi mà, nó không có ý gì xấu đâu cháu ạ. Qua nó nhìn thấy quần áo của cháu đẹp quá nên nó không kìm lòng được. Cháu ơi, cháu tha thứ cho bác với cả em cháu nhá. Kiếm việc hay là kiếm tiền thì đều là mục đích chính đáng, nhưng mà lừa dối người khác thì là hành vi sai trái đấy ạ. Chị Linh ơi, chị tha lỗi cho mẹ con em được không? Mẹ con em hứa là sẽ không bao giờ tái phạm đâu ạ. Linh ơi, bác xin cháu đừng đuổi việc bác. Bác chỉ có mỗi công việc để kiếm sống thôi. Cháu mà đuổi việc bác thì hai mẹ con bác không biết sống bằng gì cháu ạ. Thôi rồi, cháu sẽ không đuổi việc bác nữa. Nhưng mà bác còn làm như thế này một lần nào nữa thì cháu sẽ không bỏ qua đâu ạ. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị đã bỏ qua cho mẹ con em nhá. Còn em nữa, lo mà đi làm phụ mẹ đi. Con trẻ còn khỏe thì kiếm việc mà làm, đừng có sống dựa dẫm vào mẹ mãi như thế chứ. Dạ vâng ạ, em biết rồi. Em cảm ơn chị nhá. Từ nay em hứa sẽ làm một người tốt ạ. Cảm ơn cháu. Mẹ yêu. À, chị ơi, thanh giá cho em lốc sữa. Của em lốc này hết 15.000 nhá. Dạ. Cửa hàng chị tuần nào cũng có giảm giá đấy. Có gì ghé tới ủng hộ chị nhá. Dạ vâng. Quái lạ, ban sáng mình xếp ra 20 hộp sữa. Mình mới bán được 7 hộp. Giờ còn 10 hộp, sao lại thiếu 3 hộp nhỉ? Thôi chết. Chẳng lẽ là mẹ con cô ấy à? Giờ mới để ý, đứa bé này rất lạ. Không khóc, không o ẹ gì, im thin thít một cách đáng ngờ. Em gửi chị ạ. Con à? Dạ. Chị đang nghi ngờ đứa bé này không phải là thật. Chứ làm gì có đứa trẻ con nào mà nằm im thin thít từ nãy tới giờ không o ẹ gì. Chị nói linh tinh cái gì vậy? Chị còn vừa mất mấy túi sữa này nữa. Nếu như em không phiền, có thể cho chị kiểm tra được không? Chị biết ngay mà. Hóa ra em để cái lọ vào trong bọc giả vờ làm em bé, rồi đem đi để dở thói trộm cắp đúng không? Này, đứng lại! Thế mà cô ta dám chối không trộm sữa của mình. Giờ lại còn mang sữa đi bán thanh lý 50% cơ đấy. Mình sẽ không để cô ta yên. Lại. Lại, đứa tiệt đấy. Nhà anh. Tôi xin anh đấy. Tôi làm gì anh cũng phá đám. Đây là nhiều nơi người ta không nhận tôi. Bây giờ tôi mang sữa về bán để lấy tiền nuôi con. Anh cũng dành hết của con. Con mình còn nhỏ mà. Câm mồm. Khóc với ai chứ đừng có khóc với thằng này. Đưa tiền nữa. Đây còn gì nữa? Anh trả luôn đi. Chị, em chính là kẻ đã ăn cắp sữa của nhà chị. Cũng vì hoàn cảnh gia đình, nếu em không mang tiền về cho hắn thì hắn sẽ đánh em. Bởi vậy em mới phải đi ăn trộm. Em cũng chỉ ăn trộm riêng sữa của nhà chị. Mà em còn phải ăn trộm cả bánh kẹo rồi là đồ trang sức của nhà người khác để em thanh lý lấy tiền. Em cũng chỉ là bần cung dính đạo tặc. Em phải kiếm tiền để gửi về cho con em.
Nhưng mà thằng chồng vũ phu của em, ngày nào nó cũng để nó vén hết tiền của em đi. Sao số em lại khổ như vậy cơ chứ? Thôi, đừng khóc nữa. Chị Lượng, bây giờ nhà chị đang cần người giúp việc. Hay là em về nhà chị làm đi, rồi nhân tiện này em có thể ở nhà chị, rồi rời xa thằng chồng vũ phu này đi. Em cảm ơn chị, chị thật là tốt bụng. Đến đi, đừng khóc nữa nhá. Lạ nhỉ, rõ ràng là tầng này, thế nhà con vợ mình là ở phòng nào nhỉ? Lạ thế nhỉ. Thùng đây nè, để anh bê hộ cho. Thôi anh để em bê cũng được mà, anh là chủ, bê hộ em như thế không hay. Kìa, em là phụ nữ, làm sao mà bê nặng được. Giá như thằng chồng mình bằng một phần của anh ấy thì hay biết mấy. À, mà anh thấy em gửi đồ về quê cho con, cho nên anh đã mua cho cháu ít bộ quần áo với cả vài món đồ chơi rồi đấy. Anh thật là tốt, đã giúp em tìm việc rồi, bây giờ lại còn gửi quà cho con em nữa. Em cảm ơn anh. Ờ, đây, để anh bê vào nhà nhé. À, thì ra là con vợ lẳng lơ này, nó trốn mình đến đây làm giúp việc để ta lừa ông chủ à. Khốn nạn thật. Này. Ôi da. À, khá quá này. Ôi da. Anh đến đây làm gì chứ? Đây là chỗ làm của tôi, là chỗ duy nhất để tôi kiếm tiền nuôi con. Tôi xin anh đấy, anh đừng có phá tôi nữa, anh tha cho mẹ con tôi đi. Chỗ sướng như thế này, hèn nào vợ không muốn về với anh là phải. Tôi xin anh đấy, anh đi đi, kẻo hai vợ chồng anh chị về thấy cảnh như này không hay đâu. Đi là đi thế nào, tôi quyết định rồi, từ bây giờ tôi sẽ ở lại ngôi nhà này. Anh nói cái gì chứ? Ai cho phép anh ở đây? Sao lại không? Tôi biết vợ chồng nhà này thường xuyên đi làm, có mấy khi ở nhà đâu. Tôi ấy là tôi sẽ ở phòng cô, rồi buổi tối cô mang cơm vào cho tôi, còn lại tôi sẽ không ra ngoài, được chưa? Vừa hay bọn đòi nợ đang tìm tôi gắt gao, lại có chỗ trốn quá hợp lý như thế này. Ôi đói bụng thế nhỉ. Bếp kìa, kiếm gì ăn đã. Lạ đời thật đấy, người đâu không ở nhà chăm chồng đi, sang nhà người khác chăm chồng người khác thế này. Anh cứ làm một người chồng tử tế như người ta đi. Đằng này bòn rút từng đồng một của vợ, tôi không đi làm, anh lấy đâu tiền mà tiêu? Cứ làm một người chồng như người ta đi. Như ai? Như Phiêu à? Thôi, tôi biết hết rồi. Cái ánh mắt mà cô nhìn nó hôm trước ấy, không lệch đi đâu được. Thích nó rồi thì... Anh đừng vội nói như thế. Tôi cũng chỉ là ngưỡng mộ một người đàn ông biết tôn trọng phụ nữ như anh ấy thôi. Ngưỡng mộ. Lạ quá đấy. Thích nó rồi nói luôn đi. Nhưng không sao, tôi ủng hộ. Nếu thích nó rồi ấy, thì làm vợ nó đi. Tôi ủng hộ cả hai tay. Ý anh là gì? Ý tôi là ấy, nếu cô thích nó rồi thì như tôi nói đấy, cả hai bên đều có lợi. Tôi thì sẽ được tiền, còn cô thì sẽ trở thành phu nhân của cái ngôi nhà này. Thế nào? Anh định làm gì chứ? Từng rồi thì... Là như thế này.
Cô cứ rình rình hôm nào ấy, con vợ nó đi vắng, chỉ còn mỗi thằng chồng ở nhà thôi. Rình lúc thằng chồng nó ngủ, lèn lèn vào phòng nó. Tất nhiên là không cần phải làm gì cả. Cô chỉ giả vờ như là đang bị sàm sỡ. Đến lúc đấy, tôi sẽ ập vào cùng với một cái máy quay. Đây rồi, bằng chứng đây rồi. Tôi sẽ tống tiền nó, bắt nó đưa ra một khoản tiền lớn cho tôi. Còn nếu như nó mà chối ấy, nó mà không đồng ý, đây, clip đây, bằng chứng đây, tôi sẽ tung hô lên cho cả làng cả xóm xem. Nhất là công ty đó. Được sao? Nghĩ này em. Đứng sát vào, sát vào là lơi lên. Đúng rồi, giả vờ đấy, đúng rồi. Dừng lại đi. Toàn bộ kế hoạch của hai người đã bị tôi phát hiện rồi. Anh cứ tìm thử ở phòng ngủ của cái Giang xem sao. Nó chuyên môn quẩn nhầm đồ thôi. Ừ, anh đang vào tìm rồi đây. Giang về rồi sao? Chết. Nhỡ Giang hiểu nhầm mình vào phòng của ấy là có ý đồ gì thì sao nhỉ? Tôi nhất trốn đã. Tôi hỏi rõ rồi. Mấy hôm nữa bà Linh bà đi công tác, chúng ta có thể thực hiện kế hoạch với tên Phiêu. Hắn ta ngủ say lắm, không biết gì đâu. Tôi thấy tối nay là cơ hội thích hợp để mình hành động rồi đấy. Cơ ngơi này sẽ thuộc về cô, và tiền của chúng sẽ thuộc về tôi. Nhân lúc vợ mình không có ở nhà, cô ta định làm gì mình? Các người không biết là tôi đã núp sau cửa để nghe toàn bộ kế hoạch của hai người. Vì thế vợ chồng tôi đã diễn kịch để mà diễn cùng hai người đấy. Anh biết hết mọi chuyện rồi sao? Chuyện này tôi không liên quan, cô tự đi giải quyết. em chưa kịp làm gì cả. Đây em xin phép ạ. Anh đứng lại đây. Không cần phải đuổi theo hắn đâu, tôi đã báo bảo vệ tòa nhà rồi, hắn sẽ không thoát được khỏi đây đâu. Chị Linh ơi, em thật sự xin lỗi chị. Bây giờ anh chị có phạt em, có đưa em lên công an cũng được ạ. Em chịu ạ. Đấy, em thấy chưa? Em giúp người ta, em cưu mang người ta, để rồi người ta đâm sau lưng em như thế này đây. Em xin lỗi, tất cả cũng tại vì em ngu muội, em tin lời thằng chồng bất nhân đấy. Em xin chịu phạt ạ. Thôi đi anh, dù sao cô ấy cũng kém may mắn khi lấy phải người chồng vũ phu, không chăm lo được cho vợ con, lại còn bắt vợ đi làm mấy cái trò như này nữa. Cùng là phụ nữ, em cũng đấy thương cảm cho cô ấy mà. Mình bỏ qua nhá. Tụi em đây. Vợ chồng tôi sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Nhưng mà bây giờ cô cũng không thể ở lại đây được nữa đâu. Giờ cô bế con về quê, làm lại từ đầu, rồi từ bỏ thằng chồng vũ phu đấy đi nhá. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Bác sĩ sờ tôi đi, sờ tôi đi. Bỏ ra cho tôi. Anh có biết đây là cái gì không? Anh giới thiệu với em, đây là Huy, bạn của anh. Bác sĩ sờ tôi đi, sờ tôi đi. Bỏ tay ra cho. Bác sĩ khám bệnh thì phải sờ tôi chứ. Biến thái này nữa.
Đây là chỗ khám bệnh chứ không phải chỗ để anh làm trò. Anh đi ra ngoài cho tôi. Này, tôi nói cho cô biết, tôi vào đây khám bệnh đàng hoàng. Tôi cởi quần ra là để bác sĩ sợ. Bác sĩ khám bệnh chứ. Khám cái gì mà phải sợ? Khám nam khoa không sợ thì làm sao mà khám được? Trời ạ, phòng khám nam khoa ở đối diện. Đây là phòng khám thận mà. Tôi chết. Tôi nhầm. Tôi xin lỗi bác sĩ. Để tôi sang kia. Tôi xin lỗi. Anh ơi, em về rồi này. Em về rồi à? Anh giới thiệu với em, đây là Huy bạn của anh. Sao lại là anh? Anh đến đây làm gì? Lại định ăn vạ đấy à? Vâng. Hóa ra cô là người yêu của bạn thân tôi à? Vâng. Thế hai người quen nhau rồi à? Hôm nay anh ta đến cho em khám bệnh. Em cũng mới gặp lần đầu thôi. À, thì ra là thế à? Có chuyện này anh muốn nói với em. Huy đang bị bệnh nặng về thận, nên muốn ở nhờ nhà mình một thời gian để tiện cho việc chữa trị. Nhà cậu ấy ở quê xa lắm. Sợ như thế được? Em không đồng ý đâu. Đây, sáng ngày tôi đi khám, đây là hồ sơ bệnh án của tôi. Lúc đầu tôi nghĩ mình bị bệnh nam khoa, nhưng hóa ra bác sĩ bảo vấn đề của tôi là bị thận. Tôi cũng định qua chỗ cô, nhưng mà ngại quá. Nặng thế này cơ. Thôi được rồi. Cảm ơn cô nhé. Cảm ơn bạn. Gì đấy? Đây là ai? Đây là Trà, em gái anh. Từ bao giờ là nhà tôi thành cái chợ để ai muốn vào thì vào, mà em gái anh lên tại sao không báo trước với tôi mà lại còn để con bé tự ý vào phòng tôi lục đồ như này hả? Anh xin lỗi, em gái anh nó lo cho tình hình bệnh tật của anh nên nó lên mà không báo trước, với lại nó cũng chưa có chỗ ở nên là mới. Mà Trà, sao em lại tự ý vào phòng người khác như thế này? Thôi, hai người đi ra ngoài đi. Chuyện này tôi sẽ nói với anh Thắng. Tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế đâu. Đi. Ơi. Cô Tả là ai đấy? Tôi nhờ cậu đến đây thử lòng bạn gái tôi. Cậu mang ai về đây? Tả là người yêu tôi. Tại vì tôi qua đây thử lòng người yêu cậu nên là Trà không yên tâm mới phải đi theo. Cô bị yêu rồi. Chả thế, tôi phải đến đây ở đây để còn chung người yêu tôi chứ. Sao cô lại nghi ngờ người yêu mình vậy? Thì cũng giống như anh nghi ngờ Linh thôi. Anh mà không cho tôi ở đây á, tôi sẽ mách họ sắp cưới của anh. Được, tôi cho cô ở lại đây vài hôm là được chứ. Nhưng mà hai người phải đóng giả làm anh em đấy, đừng có lộ chuyện này ra. Cái này thì cậu không phải lo, bọn tôi kín lắm. Với lại lúc nãy người yêu cậu cũng thấy Trà rồi. Tôi cũng bảo đây là em gái tôi rồi. Anh Thắng, tối nay em có ca trực, sáng mai em có lịch, chắc là chiều mai em mới về đấy. Ừ, thương quá. Giữ gìn sức khỏe nha. Mà anh bảo bạn anh bao giờ chữa bệnh xong đấy? Chứ em không thích có nhiều người lạ ở trong nhà mình đâu. Hết bạn thân anh rồi đến em gái bạn thân anh. Mệt chết đi được ấy. Được rồi, để anh nói chuyện với nó nha. Em đi làm đây. Đi nha. Em làm cái gì đấy? Sao anh phải sợ em thế? Em chỉ là muốn gần gũi anh thôi mà. Không được, em là người yêu của Huy. Em làm như thế Huy hiểu nhầm anh thì sao? Em khổ quá, anh Huy anh bệnh tật như thế, nếu mà anh chết bỏ lại em thì sao? Anh nghĩ là không được đâu, em đi chỗ khác đi. Anh
Thực sự là bây giờ em rất cô đơn. Anh an ủi em thôi, chỉ là một cái ôm thôi mà. Nhưng mà anh... Đi. Còn cái gì nữa? Anh khám xong rồi thì anh đi ra ngoài giúp tôi đi. Tôi tưởng anh phải đi chữa bệnh ở chỗ khác rồi chứ, sao lại quay lại đây làm gì? Linh à, anh thích em. Anh làm gì đấy? Bỏ tôi ra. Nào, bỏ tôi ra. Điên à? Anh dám làm thế với tôi á? Tôi là vợ sắp cưới của bạn thân anh đấy. Anh không hiểu nổi tại sao em lại yêu thằng Thắng được nhở, trong khi nó đang phản bội em, ngoại tình với chính em gái anh đấy. Nhưng mà anh không biết phải nói sao cho em hiểu nữa. Anh nói cái gì cơ? Anh có nói thật không đấy? Anh nói thật chứ. Vì anh thích em thật lòng nên anh không thể nào chịu đựng cảnh em bị nó phản bội như thế. Em không tin chứ gì? Em không tin, em cứ về nhà đột xuất mà xem. Hai đứa nó đang ở nhà chim chuẩn ngoại tình với nhau đấy. Chỉ có anh là thương em thật lòng thôi. Em chấp nhận anh nhá. Linh! Để Huy ở đây một thời gian, thế mà vợ sắp cưới của mình tâm vẫn bất biến, không có hành động kỳ lạ gì. Hôm nay mình sẽ hạ màn, nói sự thật cho Linh biết, mời tất cả mọi người ăn một bữa thật ngon mới được. Sao em lại chui ở đấy ra? Em muốn tạo bất ngờ cho anh mà. Anh nghĩ là đừng ở đấy, anh không muốn Huy hiểu nhầm đâu. Hôm nay anh sẽ nói sự thật cho Linh biết. Hai người có thể về được rồi. Nhưng mà bạn gái của anh ý đang ngoại tình với chính bạn thân của anh đấy. Anh không biết điều đấy à? Anh có biết đây là cái gì không? Áo lót của người yêu anh đấy. Em tìm thấy cái áo này ở trong tủ của anh Huy. Hai người ăn ở với nhau lâu rồi. Chỉ vì một cái áo mà cô nghĩ là tôi sẽ hiểu nhầm người yêu tôi sao? Tôi đã biết hết kế hoạch của hai người rồi. Trả thêm tiền tôi. Cái gì? Cô làm gái hay là làm cướp đấy? Mà cướp tiền trắng trợn đấy. Việc thì chưa đâu vào đâu đã đòi thêm tiền rồi. Này, thằng bạn anh nó lì như trâu ấy, dụ dỗ nó khó bỏ xừ ra. Anh phải trả thêm tiền cho tôi ấy, thì tôi mới có động lực làm việc chứ. Còn chừng này thôi, cầm nốt đi. Cô nhanh nhanh ấy, quyến rũ thằng Thắng đi. Lúc đấy tôi mới có Linh về tay chứ. Anh cũng nham hiểm thật đấy. Bạn thân nhờ thử vợ, ai ngờ lên cả kế hoạch cướp vợ của bạn thân. Cô lo làm việc đi, nói nhiều quá. Tôi muốn kết thúc chuyện này, vì dù sao trò này cũng là do tôi bày ra. Nên hôm nay tôi làm bữa ăn này muốn xin lỗi người yêu tôi và kết thúc mọi chuyện. Không dễ dàng như thế đâu. Tôi thích anh nên tôi sẽ phá nát chuyện tình của anh. Cô muốn làm cái gì? Đấy Linh, em thấy không? Thằng nó dám gian gian díu díu mật mờ sau lưng em đấy. Linh, em nghe anh nói đấy. Chuyện không phải như em nhìn thấy đâu mà. Anh không làm cái gì có sai với em cả. Anh sao thế? Vừa nãy anh bảo anh thích em ôm anh cơ mà. Thắng ạ, à, tao không ngờ là mày dám phản bội Linh. Đã thế, dám làm cái vỏ đùi bạn với cả em gái tao nó đủ rồi đấy. Tôi biết hết tất cả rồi. Các người đừng diễn kịch nữa. Em phải tin anh. Sao thế? Người yêu anh biết thì có sao đâu. Anh về ở với em là được rồi nhá. Buông tôi ra. Vô liêm sỉ, sao cô dám đánh tôi? Linh, sao em lại đánh trả? Anh im đi. Còn cả anh nữa. Tôi biết hết tất cả mọi trò của các người rồi. Anh muốn thử lòng em. Còn anh thì thuê người về để quyến rũ bạn thân của mình, đúng không? Sao cô biết? Tôi là bác sĩ đấy. Tôi đã nhờ người kiểm tra về tình trạng sức khỏe của anh.
và nó không hề nguy hiểm như anh nói. Vậy nên tôi đã âm thầm điều tra về anh và Trà, và tôi phát hiện ra cô ta không phải là em gái của anh. Cô ta làm gái. Còn anh, nếu có gì băn khoăn với em thì anh phải nói thẳng với em, không phải làm mấy cái trò thử lòng như thế. Hai người cút ra khỏi nhà tôi đi. Anh xin lỗi vì sự đa nghi của anh muốn chắc chắn trước hôn nhân, mà em nghĩ ra cái trò dở hơi này. Em tha thứ cho anh nhé. Em hiểu về những lo lắng của anh trước hôn nhân, nên em có thể đồng cảm được. Nhưng mà em muốn anh hứa rằng sau này có chuyện gì khúc mắc với em thì anh phải tâm sự với em, chứ đừng làm ra những cái trò như thế nữa, nhớ chưa?